Tôn Đức và kính thưa toàn thể quý Phật tử có mặt hôm nay. Vừa rồi là thời kinh tụng giao thừa, cúng giao thừa, cầu an đầu năm. Như chúng ta cũng được biết, giao thừa là một cái thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, gọi là tiễn cụ nghinh tăng. Thay vì gọi là tống cụ nghinh tăng thì con nghe chữ tống nó nặng quá, con dùng chữ tiễn cụ nghinh tăng là mình tiễn đưa tạm biệt cái năm cũ vừa qua và nghinh đón cái năm mới sắp đến. Thì năm vừa qua thì trong cuộc sống con nghĩ rằng ai trong tất cả chúng ta cũng trải qua 8 cái tâm lý mà nó đi sâu vào trong tâm khảm cũng như cuộc sống của chúng ta. Đó, nhà Phật gọi là bát phòng. Đó là gì? Hỷ, nộ, ái, ố, thịnh, si, vinh, nhục. Có nghĩa là vui, buồn, mừng, giận, ưa, ghét, thịnh, si, vinh và nhục. Thì những cung bậc đó nó trải rộng trong cuộc sống của chúng ta. Và con mong rằng cái 8 cái phong đó trong năm mới sẽ không làm chúng ta lay động, gọi là bát phong vi bất động trong cuộc sống của chúng ta. Và cái giây phút giao thừa là một giây phút rất là thiêng liêng. Nó làm cho chúng ta hồi niệm lại những cái giây phút bên cha, bên mẹ, bên gia đình, mâm cơm, bếp lửa quay quần bên nhau. Đó là một cái giây phút rất là tuyệt vời trong những khoảnh khắc mà nó đã trải qua trong thời gian của chúng ta tại quê nhà. Và giây phút này cũng là một giây phút thiêng liêng về cái mặt tâm linh. Hầu như là tất cả bà con người Việt chúng ta tại Việt Nam, tại quê hương của mình, thì giây phút này mọi người hầu như đều về chùa để mà tụng kinh, cầu nguyện, cầu an một năm. Và thứ hai nữa đó là gì? Nhận sinh cái lọc đầu xuân. Cái lọc này về vật chất thì nó không có lớn lắm. Đó có thể là một lá trầu, hay một quả cau, hay là một cái quýt, hay là một vòng đeo chuỗi. Về cái vật chất thì nó không bao nhiêu hết, nhưng về mặt tâm linh, về mặt tinh thần thì nó có giá trị, gọi là vô giá. Tại vì mỗi khi mà chúng ta nhận được cái lọc đầu xuân này thì mọi người nghĩ rằng sẽ yên tâm. Khi chúng ta gặp những khó khăn, những cái đau buồn, những cái rủi ro thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có được cái vật này từ chùa mang về, cái lọc này sẽ bảo hộ chúng ta được bình an và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Thì đó là một cái thiêng liêng về tâm linh trong món quà đầu xuân. Và chút nữa ở đây thì trước mặt chúng ta cũng có những món quà đầu xuân. Thì thầy trụ trì sẽ giải thích cái ý nghĩa của món quà đầu xuân này. Sau khi chấm dứt, trước khi chấm dứt cái lời chia sẻ đến đại chúng, thì con kính chúc chư Tôn Đức pháp thể thân an và luôn dồi dào sức khỏe để chúng con luôn luôn được nương tựa quý ngài trên bước đường tu học mãi mãi của chúng con. Và cũng kính chúc tất cả quý anh chị em Phật tử có mặt hôm nay một đêm giao thừa thật ấm cúng và thanh tâm cung đường, bình an và giữ vững tâm tính tiếng tam bảo của mình. A Di Đà Phật. Và giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thầy trụ trì có đôi lời với tất cả đại chúng nơi đây. A Di Đà Phật. Như thì ngài sư cô nói hay không?
Hai là vỗ tay dưới trên rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Pháp Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa quý vị Phật tử đang có mặt hôm nay, thì mới đó chỉ tích tắc chúng ta ở năm cũ, mà tích tắc lúc giờ chúng ta bước sang một năm mới 2022. Và nhìn trên gương mặt thế ai cũng nở một cái nụ cười hoan hỷ. Thì thật ra là trong cái truyền thống ở Việt Nam chúng ta không có ăn cái Tết Tây mà ăn cái Tết thứ ba. Do vậy ở Việt Nam á, thì lại ra là ngày 1 tháng 1 âm lịch á, và là cái ngày kỷ niệm của Đức Phật. Đức Phật nào? Đức Phật Di Lặc Tôn Phật. Tức là ngày 1 tháng 1 âm. Nhưng mà hôm nay ở Nhật Bản chúng ta mới có ngày 1 tháng 1 dương. Nhưng tất cả mọi sự nó tùy duyên, thuận duyên và theo duyên. Tuy hôm nay chưa phải là đến cái ngày Tết truyền thống, nhưng chùa Việt Nam chúng ta tổ chức những cái việc, những cái sự kiện, những cái tinh thần để các anh chị em Phật tử chúng ta về đây có được cảm nhận được cái mái chùa như là một cái quê hương Việt Nam của chúng ta. Tuy xa mà gần, và tuy gần mà rất là gần. Chứ không phải tuy gần mà xa lắm, không phải là gần thôi. Tuy xa mà gần, mà tuy gần mà rất là gần. Chứ không phải là tuy gần mà xa nữa không? Thưa quý vị, một cái năm mới nó đã qua, có thể rằng trong một phút giây nào đó, chúng ta ngồi lại và chúng ta ngẫm nghĩ. Một năm qua, chúng ta đã làm được gì? Và chúng ta chưa làm được gì? Cho nên cái khoảnh khắc này, có thể rằng những cái việc của năm qua, những cái việc mà nó không được như ý, những cái việc nó không vui, những cái việc nó làm chúng ta phiền não, khổ đau, xin hãy khép lại tất cả. Bởi vì thầy nhớ rằng lúc thầy đi học thì thầy có nghe cái câu chuyện mà nó rất là ý nghĩa, để chúng ta có những lúc chúng ta phải buông tất cả những quá khứ. Bởi vì trong đạo Phật, Đức Phật luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn nói đến vì sao mà chúng ta buồn, vì sao mà chúng ta khổ, vì sao mà chúng ta không có vui. Là bởi vì chúng ta cứ đi truy tìm những việc đã qua, chúng ta tiếp tục mãi chạy theo những việc chưa tới, mà chúng ta quên những cái giây phút chúng ta đang thở, tức là chúng ta đánh giây phút hiện tại. Cho nên Đức Phật mới nói rằng quá khứ thì đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, an trú trong hiện tại, giây phút thật tuyệt vời. Thưa quý vị, đúng là thật tuyệt vời. Nơi mái chùa quê hương Việt Nam đang ở đây, đang trước mặt chúng ta. Và trong những khoảnh khắc này, có thể rằng là những giờ phút rất là thiêng liêng. Lúc nhỏ, chắc quý vị nào mà đã sống ở Việt Nam, những cái giây phút nào nghe được cái mùi gì? Pháo nổ thì chúng ta tự nhiên là chúng ta chẳng đáp lại. Và nhất là những vị nào mà đi làm xa hương, những cái khoảnh khắc này có lẽ là có sẽ nào đâu. Bởi vì bản thân của quý thầy, quý sư cô đã đi xuất gia, có thể rằng xa nhà, xa cha, xa mẹ ngay từ rất là nhỏ. Và thầy còn nhớ rằng cái kỷ niệm đầu tiên mà xa cái gia đình, xa chùa,
lúc bây giờ là năm đầu tiên ở Thái Lan. Cái giờ phút mà chúng ta đang nao nao nghĩ về Việt Nam, mọi người đang hớn hở, đang vui mừng, đang quay cùng quần bên gia đình, bên thầy tổ, thì ngày mùng 1 tháng 1 âm lịch mình vẫn sắp gặp đến lớp. Lúc đó nó chạy lòng khủng khiếp cái gì. Và những vị nào mà đã trôi qua cái Tết đầu tiên mà xa quê đó, quý vị sẽ cảm nhận được cái điều, cái điều đó. Mà quý vị nào mà đi 10 năm, 20 năm thế còn không? Và quý vị đừng có nghĩ rằng mình lớn rồi, khi mình già là mình không thấy thương quý vị, không phải như vậy. Lúc trước thì thầy, quý thầy, quý sư cô cứ nghĩ rằng à, chắc chỉ có lúc mình còn trẻ, mình bồng bột, mình mới nhớ về nhà, nhớ về gia đình, nhớ về quê hương, nhớ về thầy tổ, nhớ những gì nó gắn liền một thời ở quê hương đất nước Việt Nam. Còn khi lớn tuổi chúng ta, thưa quý vị, hoàn toàn không có đúng. Bởi vì ngay từ bây giờ, những năm gần đây, chính bản thân của thầy đã bắt đầu cảm nhận. Khi chúng ta càng lớn tuổi, là chúng ta hay hoàn niệm về điều đó. Và chính cái điều đó đôi lúc nó làm chúng ta không được an lạc, hạnh phúc. Thôi thì là người con Phật, chúng ta hãy lấy những cái đó để chúng ta làm chất liệu cho cái niềm vui tạm thời. Chứ không phải chúng ta âu sầu về quá khứ, mà lấy những cái kỷ niệm đẹp đó để tô điểm cho cái đẹp, cái vui, cái hay mà chúng ta đã có ngày hôm nay. Đó cũng chính là cái mục đích mà quý thầy, quý sư cô, quý anh chị em Phật tử suốt những tháng ngày qua lợp lên những cái mái lá trăng, những cái hình ảnh nó rất là đơn giản để gợi lại chúng ta về một thời ông cha tổ tiên của chúng ta nơi nơi Việt Nam. Và một cái điều mà hầu như ai cũng thích, ai cũng mong cái giờ phút giao thừa này. Và cái giờ phút đặc biệt, quý vị biết không? Là được cha mẹ cái gì xì cái nhớ cái gì đó hay quá ha, mày chưa nói biết hết trơn à. Có thầy có thầy thưa quý vị, năm nay chùa Việt Nam chúng ta quý thầy không có chuẩn bị hoặc chưa chuẩn bị hoặc có một cái ý nghĩa khác thay cho cái bao liền. Thì nhân đây, đây là một cái tâm huyết, một cái thầy nghĩ rằng cái lọc này sẽ không còn lần thứ hai. Cho nên hôm nay quý vị nào có cái duyên mà trong cái giờ phút giao thừa chúng ta nhận được cái lọc này, và khi quý vị thấy được cái ý nghĩa của nó, quý vị sẽ nâng niu cảm nhận được cái giá trị của cái lọc năm nay. Thưa quý vị, sẽ không bao giờ có lần thứ hai cái lọc này. Cái này nó còn giá trị gấp mấy lần cái bao đó đỏ vậy đó. Thưa quý vị, đây là cái tâm huyết của cái sư cô với Bảo, cũng như cái chị Nguyệt Anh, cũng như thầy đã ngồi trăn trở không biết năm nay mình làm cái lọc gì cho nó hay hay, cho nó là, cho nó vui vui, cho nó ý nghĩa nữa. Chứ còn mấy chút cứ xong phân thầy cố xong năm nào cũng cho cái vòng thế ra hoài. Rồi thầy cố cứ cho cái đồng một đô hoài, nó không có xài được. Nghe cũng chẳng lọc. Trước cái gì, trong khoảnh khắc đã vẽ lên, và cái thầy cô đã chọn lên một cái lọc này, nó vừa giá trị tâm linh mà vừa giá trị thực tiễn trong cuộc sống của mình. Cái thầy, cái sư cô cũng như là cái tâm huyết cũng rất là tâm huyết của chị Nguyệt Anh với anh Phong,
là đặt để hết ở trong này. Giá trị tâm linh là chỗ nào, thưa quý vị? Đó là những chiếc chỉ ngũ sắc cây tây tạng. Quý vị nào chắc hết là quý vị biết về cái ý nghĩa cái ngũ sắc tây tạng này. Và đối với người Tây Tạng hoặc đối với những đất nước Nam truyền, xem cái chỉ ngũ sắc này như là một tấm bùa hộ mạng, hộ thân cho mình. Bởi vì đây là cái sự gia trì của ngũ vị ngũ Phật. Đóng tay nát đại diện cho ngũ phương điều phú hiện trong cái chỉ ngũ sắc. Tại sao có thầy thưa con là cái chỉ khác mà chọn cái ngũ sắc là vậy? Cái thứ hai, và cái ngũ sắc này lại trùng tên với cái ngũ này là ngũ gì? Cái ngũ an. Mình nói cái ngũ luôn đi. Ngũ là nông không? Mà nông là cô, phải không? Là cô, ngũ an. Cái này cái giá trị từ ngũ này nó sinh ra vàng, 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 tỷ, tỷ. Thưa quý vị, cái giá trị là chỗ nào? Quý vị có thể nghĩ là cái nông an này con cũng có. Thưa quý vị, không có là thứ hai. Thưa quý vị, nếu quý vị nào đọc được cái dòng chữ kanji trên này, bình thần linh, bình thần nguyên, nguyên niệm là cái năm đầu tiên của vua Bình Thần, tức là cái vị vua mới thoái vị. Đây là cái tiền ra khi ông vừa đăng quang, cho nên bây giờ quý vị sẽ không tiền không có đâu. Và đồng thời cái chữ Noel trong cái văn hóa Nhật Bản, chúng ta đã kết hợp vừa văn hóa Phật giáo Tây Tạng, vừa đối với văn hóa Nhật Bản, kết hợp hai cái lại để chọn ra một cái quả, một cái lòng như này, cái giá trị vô cùng, ý nghĩa vô cùng. Và những vị nào ở Nhật thì chắc đã biết được cái ý nghĩa của ngũ an này, phải không? Thế thì mình kết hợp vừa việc vừa ha, ngũ là năm, năm thêm. Là go, go là gì? Go là go home á hả? Là cái gì? Mà go cắt cười là cái nghĩa tiếng Việt phải gì? Thì đâu có cái tiếng Nhật đâu. Đậu. Đậu. Hả? Đậu. 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 Vậy thì năm nay ai có ý định thi bằng, thi cấp, thi đồi thì phải trân trọng. Thưa quý vị, cái go này á, theo ý nghĩa của nó là may mắn, là thuận lợi, là tốt, tốt đẹp. Đó là vô. Chứ nó không chỉ là đậu không đâu. Nó đủ loại thứ này hết. Còn an là gì? Bọc châu. Em bình an. Em bình an. Bọc đồ thiên. An là nó chỉ cho cái mối quan hệ tương quan lẫn nhau, nhân sinh vũ trụ của một kiếp, kiếp này. Điều đó nói lên là gì? Tức là cái mối quan hệ, khi ai đã nhận cái ngam an này, chúng ta sẽ giữ được một cái mối quan hệ tốt đẹp suốt cuộc đời của mình. Ai có bạn, sẽ có người bạn trọn đời. Ai có vợ, người vợ trọn đời. Ai có chồng, người chồng trọn đời. Và những cái người này, những người tốt đẹp mang lại may mắn nhất cho mình. Cho nên cái ý nghĩa của go and là. Và cái thứ hai là cái ngọc này thì năm nào cũng có. Cái này gọi là gì? Chữ quýt. Quýt là vì sao chữ quýt, các vị biết không? Vì sao chữ quýt? Vì ngày xưa tên là như vậy. Cái tiếng Nhật là gì? Mì cao. Mì cao hả? Mì cao. Mì cao hả? Quýt. Lúc trước thầy cũng hiểu không sao đó. Tự nhiên người Việt Nam ông bà mình hết cái trò mà trò với quýt. Đôi khi trò những trái chua thì sao? Nhưng sau này ông bà mới đó là chơi chữ quýt, tức là cuốn, cuốn quýt. Chính vì vậy là Việt Nam mình hay lấy cái làm quýt, tức là ý là cái cuốn quýt đoàn tụ trong gia đình khi những ngày
xuân về Tết đến, và cũng như một lời cầu chúc cho gia đình luôn luôn gắn bó tốt đẹp mạnh mẽ. Thì đó là cái ý nghĩa mà cái lòng quý thầy, quý sư cô cũng như quý anh chị em chúng ta thế tâm huyết dành của thầy, hy vọng sẽ mang lại cho tất cả quý vị một năm mới những điều tốt lành, tốt đẹp nhất trong cái lúc này. Nếu không có thầy giải thích thì chúng con không biết những cái ý nghĩa của từng cái món vật, món quà thiên liêng này. Chúng con một lần nữa thành kính cảm niệm ân đức của thầy. Mùa xuân năm 2020, vô kính mời Phật tử Quảng Trí đại diện cho Phật tử để có đôi lời thánh tế đến chư công đức nhân mùa xuân. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bồ Tát Di Lặc Tôn Phật. Và xin bái bạch giác linh hòa thượng sư phụ, và xin bái bạch chư tôn thượng tọa đại đức. Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh trong buổi lễ từ cổ sang mới, cũng là hôm nay cũng đón nhận được ngày mới, tháng mới và năm mới của một năm, năm Canh Tý, thì trước tiên trong buổi lễ tuy nhiên thanh tịnh, các con cũng nhận được những lời của thầy nói lên những ý nghĩa của các cái món quà Tết và trái cây, và cũng nói lên những ý nghĩa của cái nỗi lòng của các em và chúng con, nỗi lòng của người xa xứ mà khi mừng được cái dịp Tết. Tuy nhiên ở xứ người thì chắc có lẽ cũng chạnh lòng về quê hương, thì tất cả ở đây dù ít nhiều thì cũng có những cái chạnh lòng và nhớ về quê hương, và cũng trong đó cũng cộng thêm từ cái anh không biết tên anh Phước Cộng, thì vừa rồi thì cộng thêm cái chạnh lòng đó thì anh là hát với cái bản mà xuân này con không về nữa. Làm thật ra thì tuổi mình thì cũng không trẻ, nhưng mà mình còn bị già, cho nên vì lấy đó thì thấy cũng bùi ngùi. Thì tuy nhiên cái bùi ngùi đó, nhưng mà mọi người đều đón mừng một cái xuân mới, tất cả những cái mới mẻ hết. Và hôm nay chúng con cũng được thêm một tuổi của bắt đầu bước sang năm mới. Và con cũng xin thay mặt tất cả các Phật tử cũng xin kính chúc thầy trụ trì, thầy Ngộ Nghiêm và sư cô giáo bảo chúc mừng được quý thầy cô thêm được một tuổi đạo. Và trong một thiền năm mới thì con cũng xin kính chúc quý thầy cô pháp thể bình an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên mãn, và để hướng dẫn và dạy dỗ chúng con trên đường tu học. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
đau được là đúng đấy. Cái bao nó nhỏ quá, nhiều cái gì đó. Bao nhỏ chụp có sao. Nhẹ quá. Rồi, chúc lòng luôn. Chú còn chứ là người lại nhà đầu tiên. Dạ, chúc lòng luôn. Chúc lòng luôn. Chúc càng, hồi nãy chúc càng nghèo muốn có một cái... Quên lấy lại hả? Không, lấy cái gì rồi. Ủa, cái quà mừng tế của chư Tôn Đức, mời Phước Trần lên. Mình chứ hồi nãy sư cô thầy, ảnh nói ảnh còn mẹ, chặn lòng còn những người mắc mẹ rồi có chặn không? Cũng đỡ quá. Tại vì nó nhẹ quá. Rồi sau này với bà anh chị em mình lần lượt lên rồi biết thầy Sơn. Mời quý vị khách hàng từ từ ai cũng đều hết ha. Cô thầy năm cũ qua năm mới thành tâm mang lạc. Cứ lên một cái một lần ba luôn đi. Dạ, cảm ơn thầy. Chúng ta sắp hàng ba, ba vị là được ba vị Chư Tôn Đức sẽ phát lộc đầu xuân cho quý vị. Chúng ta sắp sẵn đi, hàng ba nghe. Tiếp tục lên.
Còn vị nào chưa có nhận lọc thì chúng ta mặc tràng xếp hàng đây để cho Tôn Đức tiếp tục phát quà đầu năm cho quý vị. Mời quý Phật tử của chùa Việt Nam mặc tràng đi ra. Việc anh không quý vị nhanh chân lên để chúng ta tiếp tục phần pháp quà này. Quý vị lưu ý là sau khi chúng ta nhận quà xong thì chúng ta đi xuống bên dưới để mà dùng cháo trước khi ra về, hoặc vị nào ở lại thì chúng ta cũng có chỗ ngủ cho quý vị. Vị nào chưa có nữa nhanh chân lên. Thấy chưa? Thấy rồi ha. Rồi, chúng ta nghỉ ha. Ở như là